Hai con giáp bất ngờ trúng lớn, vượt dịch trở thành đại gia vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 sẽ được đổi đời. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy, mỗi người đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có người giàu sang, phú quý vào thời điểm này nhưng lại xui xẻo, đen đủi vào thời điểm khác. Không ai có thể biết được may mắn sẽ đến với mình vào lúc nào. Tuy nhiên, vốn dĩ may mắn lại được cấu thành từ cơ hội. Quan trọng là khi gặp được điều đó, có biết nắm bắt những cơ hội vàng để tận dụng và phát huy một cách triệt để nhất. Các bậc thầy tử vi có chỉ ra rằng thời điểm 3 tháng sắp tới được xem là khoảng thời gian đại cát, đại lợi, bứt phá tài lộc, tiền bạc hanh thông đối với hai con giáp này. Thời điểm này, hai con giáp làm ăn gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người. Tất cả đều nhờ được tử vi phúc tinh cao chiếu, thân phận giúp đỡ và hỗ trợ. Vậy đây là cơ may của những tuổi nào trong 3 tháng sắp tới? Và liệu rằng mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi còn được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Đứng ở vị trí số 1, tuổi Tý. Những người tuổi Chuột vốn sinh ra đã thông minh nhanh nhẹn hơn người. Họ là người có khả năng kiếm tiền cực đỉnh, đồng thời cũng biết cách quản lý ấn tượng trong tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2021 tới đây. Vận may sẽ giúp tuổi Tý tạo ra bước ngoặt lớn. Đây chính là khoảng thời gian hoàng kim của mệnh chủ với vô vàn cơ hội phát tài, nâng cao tài vận. Thời điểm này, mệnh chủ tuổi Tý không những được quý nhân chiếu cố mà còn được thần tài chấm sổ, làm gì cũng hanh thông, mọi công việc đều bội thu tiền bạc. Công việc của mệnh chủ tuổi Tý sẽ có một bước tiến dài, được coi trọng và nhiều người ngưỡng mộ. Về phương diện sự nghiệp, 3 tháng tới đây, sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Tý có những cơ hội vô cùng thuận lợi. Việc hợp tác, đầu tư sẽ nhận được nhiều tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, lợi lộc vô cùng đáng kể. Trong thời gian này, bản mệnh nên tham gia vào những lĩnh vực bất động sản sẽ dễ mang về lợi nhuận. Không như vậy, thời điểm này vận mệnh xuất hiện chính vận. Mệnh chủ sẽ gặt hái thành tựu, lợi lộc trong các dự án đầu tư. Về phương diện tài vận trong khoảng thời gian này khá vượng. Tuổi Tý nhận định có tài vận ổn định, có khả năng kiếm tiền nhờ đa tài, đa nghệ, cơ hội kiếm tiền không ít. Cái chính là bản thân phải biết nắm bắt việc hợp tác, đầu tư sẽ đón nhận nhiều tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh sẽ gặt hái được nhiều thành tựu và lợi lộc. Về tình duyên gia đạo, xem tử vi tuổi Tý năm 2021 thời điểm tháng 6, 7, 8 cho thấy thời điểm này không vượng đào hoa nhưng thái tuế bán hợp vẫn chiếm tài tinh. Năm mệnh độc thân có thể gặp người khác giới, không ngồi không cũng có người đến bắt chuyện làm quen. Tuy nhiên nữ mệnh độc thân lại có nhân duyên không mấy thuận lợi. Nếu muốn có cơ hội, có mối quan hệ mới thì cần có sự chủ động. Nam mệnh nhân duyên tốt, tuy nhiên tình cảm dễ gặp ưu sầu. Về phương diện sức khỏe, trong cuộc sống hàng ngày, mệnh chủ cần giữ tinh thần thoải mái. Đôi khi tuổi Tý sẽ mắc một số bệnh về tiêu hóa. Nếu có thể, hãy đi khám định kỳ và cần rèn luyện thể dục thể thao thật tốt. Ngoài ra, sức khỏe của tuổi Tý trong thời gian này không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn bị khó chịu về bệnh dạ dày, nên đặc biệt cẩn trọng trong việc vệ sinh ăn uống. Cụ thể các tháng sau. Tử vi tháng 6 dương lịch tuổi Tý cho thấy sang tháng này vận trình của người tuổi Tý vẫn trên đà hanh thông, dường như không gặp trở ngại nào quá lớn. Có chăng chỉ gặp một vài khó khăn tức thì bản mệnh sẽ giải quyết xong xuôi bằng sự thông minh, khéo léo của mình.
tài vận khá vượng, đầu tư có dấu hiệu thu lời. Nếu tiếp tục duy trì, mệnh chủ sẽ gặt hái được thành quả lớn. Công việc kinh doanh buôn bán của bản mệnh trong thời điểm này cũng vô cùng thuận lợi. Kết quả doanh thu khả quan, đẩy mạnh số lượng buôn bán, lãi lớn thu về túi. Cùng với đó, phương diện tình cảm khá lý tưởng, vậy đào hoa nở rộ, mang tới nhiều mối lương duyên. Bản mệnh thoải mái lựa chọn mà không phải bôn ba vất vả, đời sống vợ chồng hòa hợp, sức khỏe không có vấn đề gì nghiêm trọng. Có điều chú ý khi lái xe, đề phòng tai nạn. Tử vi tháng 7 dương lịch cho thấy, có thể nói vận trình tháng này của tuổi Tý có sự thăng cấp bất ngờ về mọi phương diện. Trong tháng, các mối quan hệ xã giao hữu hảo, vận quý nhân vượng tạo điều kiện thuận lợi cho tuổi Tý ký kết hợp đồng, thỏa thuận hợp tác làm ăn, dù quá trình thực hiện không phải trơn tru ngay từ đầu. Nhưng nhìn lại, kết quả rất mãn nguyện, thậm chí dù có kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng thế lực của chúng yếu ớt lại xuất phát từ sự đố kỵ nên không bền vững, chẳng thể ảnh hưởng tới mệnh chủ. Cho nên, mệnh chủ cứ yên tâm tập trung phấn đấu cho sự nghiệp thành công lớn còn ở phía trước. Tài vận vẫn trên đà khởi sắc, có lợi cho việc kinh doanh buôn bán và đầu tư, nhất là các hạng mục kinh doanh và bất động sản. Nếu đang có ý định nào đó, mệnh chủ tuổi Tý có thể tìm hiểu và triển khai, nhưng nhớ kỹ, làm gì cũng phải thận trọng, đừng hấp tấp mà phạm sai lầm. Tử vi tháng 8 dương lịch, vận trình tháng này của tuổi Tý duy trì ở mức trung bình. So với tháng trước thì có phần giảm sút nhưng không đến nỗi tệ. Công việc sẽ chịu ảnh hưởng nhất định, những biểu hiện này không quá rõ ràng, chỉ đôi khi cảm thấy chán nản, khó tập trung hoặc mất phương hướng tư duy bế tắc. Dù thế nào, bản mệnh hãy dùng tâm thế bình tĩnh, lạc quan để đón nhận, bởi mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát của mệnh chủ. Tài vận cũng vô cùng ổn định, chính tài có dấu hiệu tăng nhẹ, nguồn thu nhập chủ yếu vẫn dựa vào công việc hiện tại của bản mệnh. Vì thế cần tập trung làm thật tốt, không ôm đồm quá nhiều việc phụ khác, kẻo tự gây áp lực và khó khăn cho chính mình. Chính vì vậy, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Tý nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc, sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Vị trí thứ hai đó là tuổi Hợi. Mệnh chủ tuổi Hợi là người có bản tính vui vẻ, lương thiện, sống thiên về tình cảm. Họ hưởng nhiều phúc lộc từ khi mới sinh. Cuộc đời không chỉ nhận phúc khí dồi dào, họ còn được ban phước lành. Bất kể khó khăn nào cũng vượt qua được, quý nhân soi đường, chỉ lối tới thành công. Đa phần người tuổi Hợi sẽ thành công rực rỡ từ trước tuổi 30. Thời điểm tháng 6, 7, 8 tới đây, mọi việc sẽ thực sự khởi sắc, khiến tiền bạc tình duyên đều thăng hoa. Mệnh chủ sẽ đón nhiều niềm vui, tài vận thăng tiến hoặc tăng lương. Chính tài tăng mạnh chính là niềm vui lớn nhất trong giai đoạn này. Về công danh sự nghiệp, tử vi cho thấy cơ hội phát triển sự nghiệp của người tuổi Hợi trong tháng 6, tháng 7, tháng 8 dương lịch tới đây có dấu hiệu tăng mạnh. Bản mệnh được giao nhiều trọng trách trong tập thể và được làm công việc yêu thích, đúng sở trường. Nhờ vậy mà đường tiến thân cũng rộng mở, lại có thêm sự công nhận của cấp trên và tương trợ kịp thời. Trong những phút khó khăn, quý nhân cũng sẽ giúp chặng đường phía trước của bản mệnh nhẹ nhàng trong thời điểm này. Ngày chạm tay đến mục tiêu của bản mệnh không còn xa. Tuy nhiên, thầy tử vi cũng nhắc nhở bản mệnh không nên dựa dẫm quá nhiều vào vận may hay sự giúp đỡ của người khác. Chỉ có tự thân cố gắng giành lấy thì cơ hội mới thực sự thuộc về mình. Nếu không thì dù có cách giải quyết được hết các nhiệm vụ trong tay thì cũng khó tạo ra được bước đột phá so với đồng nghiệp bên cạnh. Thêm nữa, cơ hội nhiều hơn đồng nghiệp với thách thức và áp lực không nhỏ. Bản mệnh nên sẵn sàng tâm lý để đối diện với mọi điều xảy đến. Những lúc mông lung, đừng ngại ngần xin ý kiến của người đi trước. Về phương diện tài vận trong thời gian này ở mức bình ổn, có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, thu nhập chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Trong tháng 6, tháng 7, tháng 8 dương lịch này sẽ có một số cơ hội đầu tư, quý nhân mang tới nhưng lợi nhuận tính về lâu dài. Nếu thu nhập chưa đạt như mong muốn, bản mệnh đừng nản lòng quá sớm, hãy cứ chờ đợi thêm rồi bản mệnh sẽ thu về kết quả xứng đáng
và khoản lợi nhuận khiến bản mệnh phải bất ngờ. Quan trọng là bản mệnh vẫn có thể chủ động tìm kiếm một số công việc tay trái hay làm thêm lúc rảnh để gia tăng thêm thu nhập cho chính mình. Đặc biệt, trong việc chi tiêu hàng ngày, bản mệnh cần phải có kế hoạch cụ thể và quản lý tiền bạc chặt chẽ. Chỉ cần có như vậy mà trong 3 tháng tới sẽ tích lũy được khoản tiền không hề nhỏ. Về tình duyên, gia đạo dù không được đào hoa chiếu mệnh, nhưng đường tình duyên của bản mệnh hết sức bình ổn, hạnh phúc được đảm bảo. Đây cũng là lúc bản mệnh cần chủ động và mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc hơn nếu cảm thấy thiện cảm với ai đó. Còn nếu vẫn giữ thái độ bị động thì rất khó thay đổi hiện trạng. Nhưng mệnh chủ đã có gia đình trong thời điểm này đã biết cách vun vén hạnh phúc, vợ chồng đồng lòng cùng chăm lo, nuôi dạy con cái. Không khí gia đình yên ấm, hòa hợp. Đôi lúc xảy ra khúc mắc cũng nhanh chóng được hòa giải nhờ sự chia sẻ và bao dung của cả hai. Về phương diện sức khỏe, tuổi Hợi không gặp trở ngại gì lớn trong 3 tháng tới, dù có cũng chỉ là các bệnh vặt theo mùa, sẽ được chữa trị kịp thời. Tất nhiên là với điều kiện bản mệnh cần chú ý rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên, tăng cường sức khỏe cho mình. Ngoài ra, điểm báo họa huyết quang tai nạn xe cộ luôn rình rập, tuổi Hợi làm gì cũng phải thận trọng, nhất là những ai đang làm trong lĩnh vực liên quan đến máy móc, giao thông. Cụ thể các tháng như sau. Tử vi tháng 6 dương lịch. Xem tử vi năm 2021 cho thấy, bước sang tháng 6, tuổi Hợi lâm tượng tam hợp, vận quý nhân vượng thúc đẩy vận trình tháng hanh thông, mưu sự thuận lợi, tiến trình phát triển sự nghiệp của bản mệnh dần được khẳng định vững vàng. Một phần nhỏ nhờ vào sự trợ giúp của mọi người, nhưng đa phần là nỗ lực của bản thân. Đến giờ, bản mệnh vẫn có thể kê cao gối ngủ và gạt bỏ sự lo lắng, muộn phiền qua một bên. Tinh thần làm việc hăng hái, cộng thêm chút may mắn về tài chính sẽ mang tới nguồn thu dồi dào cho tuổi Hợi trong tháng này. Tình hình kinh doanh buôn bán cũng khá lý tưởng, mua may bán đắt, nhận được nhiều đơn hàng tới tấp. Buôn bán nhỏ lẻ có dịp lên ngôi, làm ăn phát đạt một vốn bốn lời, tiền bạc sùng rỉnh. Tuy nhiên về mặt sức khỏe của tuổi Hợi, chứng đau nửa đầu, đau nhức xương khớp, nhất là dân văn phòng, ngồi một chỗ quá lâu khiến cho tình trạng đau nhức càng thêm tồi tệ. Ngoài ra đi đứng thận trọng, tránh bị va chạm xe cộ. Tử vi tháng 7 dương lịch. Tử vi tháng này của tuổi Hợi khởi sắc, vận khí hanh thông, có lợi cho thi cử, dù đang đi học hay đi làm. Đầu tư cho giáo dục, không bao giờ sợ lỗ, hãy nâng cao giá trị bản thân mình bằng nguồn kiến thức vô hạn, cả trong sách vở và ngoài thực tế. Tháng này ký kết hợp đồng, các giấy tờ văn bản khá thuận lợi, bản mệnh nên tranh thủ tiến hành. Tài vận cũng có khởi sắc nhưng không nhiều, vẫn còn áp lực về vấn đề tài chính. Các khoản phát sinh bất ngờ như mua đồ dùng mới, thay thế đồ dùng cũ khi hỏng hóc, tiền ma chay hiếu hỉ, đi du lịch, thăm bà con họ hàng ở xa. Cho nên ngay từ đầu tháng, bản mệnh hãy lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh tình trạng đi vay mượn. Phương diện sức khỏe, bản mệnh cũng chú ý họa huyết quang, tai nạn xe cộ, sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình làm việc lao động. Tất cả đều là những sự việc xảy ra bất ngờ, không lường trước được nên càng phải cẩn trọng. Tử vi tháng 8 dương lịch. Bước sang tháng 8, khối lượng công việc tăng mạnh, kèm theo là áp lực tinh thần. Vận quý nhân không vượng, phải tự thân vận động, chống chọi với tất cả để tự mình đứng dậy. Nhưng yên tâm, khó khăn hay thử thách trước mắt chỉ mang tính tạm thời. Một khi đã vượt qua được, bản mệnh sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Đầu tư trong thời điểm này cũng không quá mạo hiểm. Tuy nhiên, vì vận khí đi xuống, bản mệnh sẽ gặp trục trặc, các vấn đề về giấy tờ, nghiêm trọng hơn còn phải ra tòa kiện tụng, vô cùng phức tạp. Vậy nên bản mệnh hãy tiến hành từng việc một, đi từ đơn giản đến phức tạp, chờ nóng vội cả thất bại. Về phương diện sức khỏe, bản mệnh cần chú ý ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa chỉ vì chán nản. Ngoài ra, bản mệnh cần chăm chỉ luyện tập thể thao, tích cực tham gia các hoạt động tập thể để giải tỏa bức xúc trong người, nâng cao tinh thần, từ đó thúc đẩy thể chất. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Hợi hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó xua đuổi vận hạn và hung tinh trong thời gian này, đồng thời hóa giải thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xung quanh bản mệnh.
Vâng còn giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh, không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.